đi sâu quá trời sâu nha ơi. Đi. Anh Dũng có cái để quay cho cả nhà cùng xem. Này, tăng đuổi đây cái này. Dạ rồi, Huy mến chào cô chú anh chị nha. Thì chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại cái video tiếp theo của Huy nha. Thì cũng khoảng thời gian là khá lâu Huy không có ra video để cho cả nhà mình cùng xem đó. Huy một phần là bận công việc chỗ Huy làm, với lại lúc trước Huy có làm bên lĩnh vực là thiền nguyện các chú anh chị. Thì sẵn video này Huy xin thông báo luôn là Huy sẽ tạm ngưng cái công việc thiền nguyện nha chú anh chị. Đó. Nhưng mà Huy cũng không có giống như là không có bỏ những người yêu mến Huy đó chú anh chị. Huy sẽ giống như là Huy sẽ làm vlog là cùng săn bắt cá này kia ở ngoài đồng, ngoài ruộng gần nhà Huy ấy chú anh chị, cũng gần đây thôi đó. Thì Huy cũng được giống như là cũng có người đồng hành cùng với Huy đó, đó là thằng em Tân. Chào chào cả nhà nha. Đó, Tân là hồi đó có làm chung với Huy ấy chú anh chị. Thì em nó cũng có đam mê làm YouTube, thì cũng muốn giống như là hai anh em hợp tác để làm vlog để gửi cho cô chú anh chị cùng xem. Giống như là mình đi hôm nay thì em Tân có đem tay lưới chú anh chị, đem lên giăng lưới ở phía sau lưng Huy đây là cô chú anh chị. Đây là con kinh cũng nhỏ thôi. Thì bây giờ mình mời cô chú anh chị cùng Huy và Tân để giống như là theo dõi coi Huy và Tân sẽ giống như giăng lưới dính được gì không chú anh chị. Và mình sẽ lên đây mình cùng nấu nướng tại cái khung cảnh đồng quê bát ngát luôn chú anh chị, rất là đẹp nha. Rồi thì Huy mời các chú anh chị mình cùng theo dõi tiếp video nha. Đây thì hai anh em bắt đầu giăng lưới nha chú anh chị. Đó, bây giờ hai anh em sẽ giăng đây, vài chút nữa mình sẽ đi chỗ đầu kinh dưới cuối kinh đó chú anh chị, mình sẽ đuổi nha. Khoan tới đây dính Tân ơi. Đây nè. Sao lưới này rõ quá. Lưới dính rác. Đó. Nhìn. Khoan Tân ơi. Nhớ lúc mình sửa lại nè, đúng rồi, lật gì nó mới đúng nè. Gần cả xuôi nước đi rồi mình sửa lại. Xuống nước mới mềm. Lưới này là lưới ba màng chú anh chị, nhưng mà lỗ lưới hơi lớn nha. Lỗ lưới hơi bự, không biết có dính được những cá nhỏ nhỏ không nữa. Hy vọng sẽ có cá lớn. Lưới này mình sẽ bắt cá lớn hơn cá nhỏ nha. Bắt cá lớn nha. Ồ, rối luôn. Mình phải bổ tồn cá nhỏ. Giấu. Đúng rồi. Chút nữa mới đi sửa lại nha chú anh chị. Giờ tại tay lưới cũ với nó được đó, đi chút nữa qua mình sửa lại. Đây nó xịt không ta? Bắt rồi đúng không? Nó muốn xịt không? Không, bắt rồi. Đây, đây, đây. Đó, đó, đó. Thì hy vọng là hai anh em hợp tác làm vlog á, thì đăng lên thì được cô chú anh chị mình thương và ủng hộ hai anh em nha cô chú anh chị. Hai anh em sẽ chia sẻ cái khung cảnh đồng quê ở tỉnh Trà Vinh để cô chú anh chị mình cùng xem. Ồ, cái máy bơm này. Ở đây có cái máy bơm chú anh chị. Máy bơm để dần bơm nước ruộng. À, dính tận anh. Nè, khúc này nè. Ghê. Tay lưới này cũng dài chứ. Được nha. Tôi sẽ kiểm tra lại tay lưới chứ anh chị. Đây có cái vàng saxi của máy bơm nước của chị. Con trùng trúng nha con. Hồi nãy trúng rồi hả? Nãy trúng rồi, phúng máu luôn. Phúng máu rồi. Để có máu có tiền. Đèo tiền. Cái khúc này hồi nãy ổn rồi. Ủa sao hồi nãy em không căng bên kia, căng xéo con kinh á. Không vậy ok rồi, hồi mình cặm một cái cây nữa, cặp mé bên này nữa. Dạ. Rồi có cây đó, lấy cây đó đi. Cây thư. Đấy, thì anh em đã xả lưới xong, văng lưới xong rồi chú anh chị. Giờ mình quy kiếm được cây tả cổ bổng. Giờ mình đi đuổi cá chú anh chị. Nãy giờ đi đập nha cả nhà. Đi đập cá. Anh ở trên này không biết bắt cá anh Tân, nhớ hướng dẫn anh nha. Okay. Ở quê nhớ hướng dẫn nha. Ấy cột, Tân cột lại cái đầu này cái Tân. Cột cho thẳng lưới cái dùng nha. Chỗ đầu này nè. Hình như em văng bao bển mới đúng á, tại mình đi xéo bao bển. Ok rồi. Ủa sao không cột? Cột dài mà. Sao không cột cho thẳng lưới? Lưới dùng cá mới dễ. Ghê ghê vậy. Văng lưới là lưới phải dùng cho cái nhà. Lưới phải dùng hả? Văng lưới mà lưới thẳng quá thì con cá nó quấn không được. Cá cuốn đi luôn sao? Không cuốn được đâu. Cầm cây rồi. Nãy giờ anh em thấy miệng cá cũng nhiều chứ anh chị, không biết có dính không nữa. Thấy cá ụt quá trời luôn mà không biết sao đây. Hy vọng sẽ có cá để mình làm món gì đó gửi đến anh chị mình cùng xem. Tôi quan trọng sau quay nè. Nè Tân, lấy cây này nè, cây này lớn, đã có bóng. Mình lấy dấu giò nha. Rồi mình sẽ đi bắt cá dấu giò luôn nha cả nhà. Bắt cá dấu giò ha. Nào mình cùng quậy cho lên sình cả nhà ơi. Đây là con kinh nhỏ chứ. cá nhảy vậy? Cá nhảy quá trời quá tiếng vậy. Gì vậy? Con cạn. Nhưng mà con ống cống. Con cạn nè. Đây có cái hồ đó chú. Sâu như vậy. Hết tay không? Chưa hết hang nữa, hang sâu quá trời. Quá trời hang luôn. Vậy là có cá Tân. Nè, đây có cái ống bọng nè. Cái bọng rụng rụng đảo. Thầu quá hả? Không có. Tức là những cái hang mà ở trên cao đừng mò chứ gì. Cả nhà nhớ ủng hộ em Huy nha cả nhà. Thôi tới lưới rồi, tới lưới rồi. Tới lưới mọi người ơi. Vô nước. Một cái vô nước của chú kìa. Nước của chú ta. Ừ. Bữa nay chắc ăn muối quá. Vì sao tới quất vậy? Đi xích lên á. Thôi ơi. Im ru. Vui rồi đó, anh em vui rồi đó. Hồi nãy đuổi cái cá cũng nhảy quá trời thôi. Cái cá nhỏ. Cá nhỏ lưới lỗ. Ừ, lưới này bự quá. Lưới là bự. Lưới này lỗ bự. Thì không thôi cả nhà ơi. Wow 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 wow, có thành quả cả nhà. Cá đầu tiên cả nhà vậy là có cái để quay cho cả nhà mình cùng xem rồi nhé. Đi từ rồi vụt rồi, xảy rồi gì, xảy rồi để dưới đuổi lại mình lộn đây đi, đừng có đụng lưới nữa. Mệt không? Mệt đó cả nhà ơi. Mệt quá, đuối quá. Gì sự nghiệp. Quá cả nhà ơi. Lại trục luôn cả nhà. Đủ gì là cá nào mà chịu nổi. Cây không nha. Tiếng này vứt phao kìa. Dính là dưới, dính là lưới giật à. Thấy cái phao nó kìm xuống ở đây. Mệt quá cả nhà. Hơi đuối. Rất quất luôn mà mọi người ơi. Cút trên này coi chưa. Rồi luôn. Rồi luôn. Đuối cả nhà. Có gì không? Cá nãy chui đâu trời. À đó, đó. Cụ nguyên cái gì lên luôn. Ôm nguyên lý lên luôn. Đó đó để ơi, đừng con cá tôi ơi. Lên con đi, lên chảnh gỡ luôn, ta chảnh gỡ luôn. Lên trực tiếp không? Dạ có. Có để tôi không? Dạ có. Lên trên gỡ tấn lên đây đi, tới đây đi. Ui cái đầu bò. À được hai con đó chú anh chị. Rồi lên luôn, chút nữa gỡ lưới sao? Mắc cỡ không nè mọi người ơi, dính. À, vậy cũng cỡ rồi mọi người ơi. Mắc cỡ có gai đầm đau lắm. Ấy da. Đó, vậy cũng có thành quả của chú anh chị, được hai con. hình như một lứa anh, không con này bự hơn. Đó, vậy là định bỏ được 2 con của chính chị. Con này đuôi đỏ đỏ hồng hồng là con cá trống nha mọi người. Con này hình như khác cái con nãy sảy nữa, con nãy sảy nhỏ hả? Con nãy sảy nhỏ nữa, con này khác nữa. Vậy là có ở đây có copy á. Đây anh chị, đó thành quả con thứ 2 nha. Vì có cái để quay chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem được. Nãy Huy đi đuổi một khúc mà mệt lắm của chú anh chị. Với lại ở phía dưới kênh này á, toàn là trà cây này kia nhiều lắm. Đi nãy giờ đứt chân quá trời luôn chú anh chị. Đó, thành quả của chú anh chị. Đây coffee. Đây nãy một con nữa chú anh chị. Đây thành quả được 2 con nha chú anh chị. Đó. Bây giờ Huy với Tân sẽ giống như cuốn lưới lại rồi mình đi kiếm kênh khác mình giăng nữa chú anh chị. Dạ rồi cả nhà, thì Huy với Tân giống như đã sửa tay lưới này kia xong chú anh chị. Bây giờ là đã đến cái đoạn kênh khác để mình giăng thử coi có cá gì không chú anh chị. Chứ kênh nội bển trà cây này kia ở dưới nhiều lắm chú anh chị, mà giăng được 2 con cá phi à. Đó bây giờ mình qua kênh khác thử coi có dính được con gì khác không chú anh chị ha. Để Huy với Tân gửi cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Rồi, tới anh Huy nhé. Vận động viên đá banh giờ bắt xuống làm đuổi cá nha mọi người. Cho con chào cả nhà nha. Thì đây là khúc kênh thứ 3 cả nhà. Hồi nãy đoạn kênh kia Huy với Tân đuổi cá nhưng mà không có con nào luôn cả nhà. Sát xuống nha Tân, chỗ này sâu lắm, kênh này sâu lắm á. Cho sát xuống dưới luôn đi. Đó, đoạn kênh này lớn hơn nha cả nhà. Cái này giống là kênh cái, hồi nãy là kênh nhỏ cả nhà. Này kênh này lớn sâu nữa, hồi nãy gần tới đầu của Huy luôn á. Quá trời lá cây rồi. với Tân tiếp tục đuổi khúc này đi cả nhà. Trời ơi cây, trời ơi cây quá trời ơi. Sâu đó là sâu quá trời sâu cái nhà. Sâu quá trời sâu cái nhà ơi. Ê, cái giọng con cái để quay cho cả nhà cùng xem. Này, Tân đuổi đây cái này. Kinh nãy là kinh con á, cái này kinh mẹ. Cái này kinh mẹ. Quạt nó đi. Giờ này mát quá cả nhà. Nghĩ mệt xíu đang cười giả. Hay là giả luôn cái gì? Có dính rồi cả nhà. Chờ anh với. Để Tần vợ đi cả nhà. Còn đó không? Còn. Ôm nó vô người liền. Đây cả nhà. Thành quả. Thành quả tay lưới thứ ba của anh em. Có sức sống rồi cả nhà. Có phiền cỡ hả? Gì cho chắc nghe cả nhà. Rồi đi lên để vô sao chứ. Tụi con. Rồi xuống mình dở luôn. À, có sức sống. Sim re vậy quy dở sim re cả nhà. À đừng con là cả nhà. Vậy là hai anh em được 3 con rồi cả nhà. Được tổng cộng 3 con rồi nha. Rồi tay lưới này mà mình chưa thăm nha. Ủa bển gì miệng quá trời ấy. Bển cá ụt quá trời cả nhà. Hả? Queo hả? Xíu mình mần luôn. Vậy cuốn khúc này đi luôn ấy. Cuốn khúc đó đi, chúng lên trển gỡ rác sau đi. Chỗ này sâu khó gỡ rác lắm. Kinh chỗ này sâu cả nhà. Tới gần tới đầu của Huy luôn á. Rồi im ru. Tháo luôn. Hy vọng được 1-2 ẻm nữa đi. Rồi, cuốn lưới. Đuổi luôn, hai anh em đuổi luôn cả nhà. Đói bụng quá. Rồi là món gì chơi mình ăn tại ruộng luôn nha mọi người. Mình sẽ nấu nướng tại đây luôn cả nhà. Tại ruộng luôn. Không về nhà luôn. Rồi sao bữa nào làm sinh tồn không? Đi buổi luôn. Bữa nào làm sinh tồn không? Nào chơi đi cái nhà nhớ góp ý cho hai anh em nha cái nhà. Giống như đưa ý tưởng cho hai anh em á. Cái nào Huy với Tân nhóm mà thực hiện được thì Huy với Tân sẽ thực hiện cả nhà. Tại vì còn công việc làm nữa. Sao im ru vậy ta? Ê, có hả, lụm rồi cả nhà, lụm, có viên nữa cả nhà. Ơi, thằng con ơi, kéo vô kéo vô. Mình ruộng luôn, không ruộng luôn, được không? Ruộng luôn rồi, đã, ruộng luôn. Đây, được nghe em nữa. À, có lý rồi cả nhà ơi, dính cây luôn. Ôi giờ hết lưới rồi. Còn phút cuối mọi người ơi. Ê, đó. Mọi người ơi, hai con luôn cả nhà ơi. Ôm vô. Hai con. Hết sảy rồi. Ừ, hai con rồi cả nhà. Ồ, gì đó cả nhà. Ồ, ba con cả nhà ơi. Cả nhà. Rồi để mở khúc lưới này luôn. Có lý cả nhà ơi. Thanh quá cả nhà. Đó mình mới cả nhà. Wow trời cả nhà. Đó. Ba con. Ôi. Dạ rồi, như vậy là hai anh em đã giống như là kết thúc cái buổi giăng lưới nha cả nhà. Bây giờ cũng có thành quả một cũng khá cả nhà, cũng được 6 con, tổng cộng là 6 con cá nha. Cũng đủ để hai anh em giống như là review và chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Thì bây giờ Huy với Tân sẽ bắt đầu giống như là mần cá của chú anh chị. Cả nhà thì cá nãy giờ Huy với Tân làm sạch nha cả nhà. Đó bây giờ mình tiến hành sơ chế nha. Thì Huy cũng có đem một số gia vị theo á cả nhà. Mình làm món đơn giản thôi. Mình vừa ăn vừa chiên còn hai con nữa nè. Trời quá ngon luôn. Hai con dính vô nhau. Này đồng biết dữ à. Đồng ruộng ở nhà nó cũng không được bắt mắt nha. Thì mình có sao thì mình làm vậy thôi. Ồ, màu vàng đẹp quá. Mà nhìn là rất là ngon nha mọi người. Màu vàng hấp dẫn quá cả nhà. Đi thì không có chuẩn bị chén nè cả nhà. Lấy lẩu bạn mình làm chén luôn. Có cây bạn đằng kia thì mình hái mình làm chén luôn, mình gấp ra mình ăn nha cả nhà. Miền Tây mà, sao có sao làm vậy nha cả nhà. Đèo tiên. Ok thì bây giờ Tân đói bụng quá, tài đói bụng rồi cả nhà ơi. Đồ này mình đem theo nha chứ ngoài ruộng mình không có nha mọi người. Được 6 con cá nha cả nhà, 5 cá rô phi với một con cá thắt lát. Thì cũng có thành quả nha cả nhà. Lần đầu tiên anh em ra trận luôn. Cũng là video đầu tiên quay vlog khung cảnh miền Tây đó cả nhà. Dạ rồi cả nhà thì hai anh em một vật sớm giờ từ sáng tới giờ luôn cả nhà. Chưa ăn trưa này kia đói bụng lắm cả nhà. Thì bây giờ cũng có một chút thành quả. Đó cũng được 6 con cá nha cả nhà. Thì anh em chiên nó cũng không được hấp dẫn mấy nha, cả nhà thông cảm nha. Thì cái này là video đầu thì anh em sẽ rút kinh nghiệm nha cả nhà. Bây giờ cá thì cũng đã chiên xong cả nhà, nước chấm thì cũng đã có rồi nha. Thì bây giờ mình cũng cho ông bà đất đai thổ địa ở đây á cùng dùng với mình. Thì xíu nữa Huy sẽ mời cả nhà dùng chung với Huy với Tân nha. Mời cái nhà trời không, mời cái nhà giúp gì quá ngon cả nhà. Đây Huy mời cái nhà mà cá chiên xù với Huy với Tân nha. Đó, mình chấm một miếng nước chấm cả nhà. Đây Huy mời cả nhà dùng với Huy với Tân nha. Giòn rụm luôn cả nhà, quá ngon cả nhà. Ăn ngon quá à. Em giòn rụm luôn cả nhà ơi. Khung cảnh đồng quê mà được cá chiên xù nữa còn gì bằng nên Tăng hen. Quá ngon cả nhà ơi, nhanh còn chậm hết. Nhai hết xương luôn cả nhà, nó giòn rụm mà. Cái này mình chiên giòn à. Cái này mà phải được tôi cũng nguội cả nhà, ăn là hết chết luôn. Đây thì chấm với nước chấm mời cả nhà nha, mời cả nhà dùng với Huy với Tân nha. Đây là video đầu tiên của hai anh em, thì hy vọng được cả nhà ủng hộ hai anh em nha, thì để hai anh em có thêm động lực để ra nhiều cái clip khác nha cả nhà. Đây Huy mời cả nhà nha. Ăn thấy ngon quá vậy ta, quá ngon cả nhà ơi. Mọi người biết cái lúc mà từ sáng tới giờ 3 giờ chiều đó mọi người, mà mình thơ ăn cái gì đó mà mình đi ăn lưới mà mình bắt được con cá mình cảm giác vui lắm mọi người. Thực ra Huy thì không dạng như là không có sát cá cả nhà, đi ăn lưới cắm câu này kia là không bao giờ được, đi câu cá cũng vậy nữa là không bao giờ dính. Thì Huy hôm nay cũng giống như trước khi đi là cũng lo không biết để, có gì để quay cho cả nhà xem không, nhưng mà hôm nay cũng được trời thương nha, cũng bội thu cả nhà được 6 con cá lận. Nếu mà anh Huy mà đi ăn lưới là bảo đảm là ăn muối cả nhà. Này bố mình nhịn rồi lâu lắm rồi đi nhé. Rửa Tân ơi, đây có muối luôn cả nhà, ăn muối. Đây cái này là cá thác lát này cả nhà, thì bây giờ Huy mời cả nhà khúc cá thác lát với Huy nha. Mà con cá ở ngoài đồng á mọi người, thịt nó rất là ngọt nha, nó không có tanh giống như là mà mấy con cá phi ở mấy cái đường mấy con cá phi nuôi á, với mấy con cá phi ở đường khu công nghiệp này kia mọi người. Ở đây là hoàn toàn là cá ngoài đồng hết luôn cả nhà, không phải cá nuôi nha. Nãy ban đầu là đầu tiên là Huy với Tân văn ở con kinh rất là nhỏ luôn cả nhà, giống như cái nhánh của con kinh này á, còn kinh này kinh lớn nè đó. Qua kinh lớn thì được nhiều cả nhà, nhưng mà nếu mà mình ngâm lưới để lâu quá cả nhà, Huy nghĩ chắc sẽ dính được nhiều á. Còn này là Huy với Tân chỉ văn lưới xong là đi lùa một tăng là lấy lưới lên nè cả nhà, mà không có thành quả. Cũng có cái để quay cho cả nhà cùng xem nha. Toàn ăn nhìn thấy ngon đó nha, quá ngon cả nhà ơi. Trời ơi cảm giác nó đói mà ăn gì cũng ngon lắm mọi người. Cái này có tô cơm nguội nữa ha. Ăn cá thác lát nè. Đây rồi Huy với Tân xin mời cả nhà một khúc cuối nha, rồi Huy với Tân sẽ kết thúc clip tại đây cả nhà. Thì cả nhà nếu yêu thích Huy với Tân á thì nhớ để lại cho Huy Tân một like cũng như là một lượt chia sẻ cả nhà. Và có những giống như là những thử thách nào mà cho Huy với Tân làm đó thì cả nhà nhớ để lại bình luận, Huy với Tân sẽ đọc hết những bình luận, và cũng như là nếu nhắm khả năng làm được thì Huy với Tân sẽ thực hiện nha cả nhà. Đó thì Huy xin mời cả nhà khúc cuối nha, khúc cá cuối nha cả nhà, rất là giòn luôn, rất là ngon luôn. Mọi người nhớ góp ý nha mọi người, quá ngon cả nhà. Đây Huy mời cả nhà khúc cá nha. Dạ rồi thì Huy xin hẹn gặp lại cả nhà ở cái video tiếp theo nha. Nếu yêu mến Huy với Tân á thì nhớ ủng hộ hai anh em nha cả nhà. Thì Huy sẽ cố gắng thực hiện nhiều cái giống như sinh tồn ngoài đồng ruộng này kia, gửi cả nhà cùng xem nha. Dạ rồi, Huy xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ. Bye bye. Ok, Tân xin chào mọi người.